Rồi ba anh em bên chào cả nhà nha. Đây hôm nay anh em bên đang hiện tại đang ở Gò Công Tây nha cả nhà. Hôm nay thì anh em bên có chia một cái tay lưới lại của em Long. Đó. Cũng là một thời ham mê YouTube. À, nhưng mà em nó không có tiếp tục được cái nhà nên em nó chia lại cho mấy anh em bên tay lưới. Đấy, hôm nay em nói cho bán lưới mà còn dẫn mấy anh em đi test cái tay lưới luôn nè cả nhà. Bung tay lưới ra. Lưới này là lưới gùng như thế nha, dùng để kéo cá. Dạ anh em bên sẽ xuống cái con kênh này nè. Dứt kéo một tay lưới luôn nha. Kéo một hai ba tay gì đó coi có thành quả như thế nào. Cái nhà đón xem ba anh em mình cùng với Long quyết chiến ở Gò Công Tây bữa nay nha. Gò Công Tây Tiền Giang. Gò Công Tây Tiền Giang cái nhà. Nè khúc sâu quá không, cái khúc kia tống quá không có cá cả nhà. Cô Long dẫn anh em bên vô nghe con kinh đây thấy lục bình đồ nhiều nữa cả nhà. Cá cũng ấp cái vịt cỏ cá nó rỉa ra là muốn năng quá tại luôn á mà không biết sao đây. Long với béo rồi xuống tài lưới ở đây nha. Đám này có lục bình như bên động nó chạy vô lục bình. Thì mình giữ lại một đám lục bình ở trong lưới thôi phải không? Mình cho nó trú. Cụ này là cái cụ bả sình. Nay hai anh em này ở Bến Tre còn đã lên bên lúc trước đi Long An rồi nay lên tới Tiền Giang luôn rồi. Thì có mặt khắp cả miền đất nước. Cái nhà thấy đây, từ đằng xa nước có đồng động hơn, cô Vinh, cô Béo đang lùa đẳng lại cái nhà. Bên thì mình thấy ở đây là cá động nhiều dữ lắm luôn á. Nè, thấy chưa? Cái nhà thấy nó quặn không? Động nước kìa à, quá chừng luôn á, nhưng mà không biết kết quả hơi cái sao nữa. Cái nhà đó xem cũng sao của anh em bên nha. Nếu mà kìa trống quá, rồi xả lưới ra thử thôi, anh em bên xem lưới thôi cái nhà. Còn bây giờ cũng mới là phút quyết định nè. Có cá hay không là phút này nè cái nhà. Giờ là vài phút mà kéo cái diện trâu nè cái nhà. Gây cấn, khúc này nó bay hay không bay là khúc này nè. Thêm lưới diện vô là thấy nó bay liền. Hiện giờ làm sao anh chỉ nha, có gì em hú liền nha. Cái sạc không luôn á. Cô lên, sắp cuối rồi, sắp cuối rồi. Thờ nãy giờ ra ngoài hết hai con rồi đó. Buồn rồi đó. Thấy cái lóc bay vô chừng nha. Biết trên đây nó còn gì đây. Cái lóc phi. Lóc phi với cái chặt nãy giờ bắt cái này nhiều lắm rồi đó. Quá là cái chặt luôn. Tôi thấy cái chặt nó hơi nhiều lắm á. Dạ. Đó, tung rồi đó. Đó. Tung đây nữa nè. Đâu rồi? Chiu. Bắt cá sao? Có cái gì vậy chạy á? Giật quá thì giật rồi. Cái gì vậy? Phi hả? Nè, thôi. Ồ. Chà bá luôn. Đâu rồi? Đây còn nằm dưới á. Không mất tôi tung rồi. Dạ. Ở vô đây sao nó hót được. Chạy mà bây giờ nó đụng nó tung bực cái thằng bị cái kia chạy ký. Dạ. Chết quá luôn.
cái gì con cá lóc hơi bị bự nha. Con cá này cái gì vậy? Cái gì mà gì quên Tú rồi hả? Cái gì quên này nè, cá hổm cái gì mà anh cái miệng bự đó hả? Nè cái gì xương không quên rồi, cái cháo nghe không, cái cháo đúng rồi. Nãy nó phóng á mà đều rất đua. Dạ cái cháo con gì mà xương nhiều là thịt ngọt à, ở nước ngọt à, nấu canh nước ngọt à. Không hề thiệt mà con cá nó béo dữ lắm mà đều nó có chua. Dạ cuối cái đó mình chừa lại đừng vớt, mình vớt nha, con lội hết luôn. Ồ, có con nhảy kìa nè anh hai, ốp sáng em coi cái lỗ nằm ở đâu ha, để khúc túi uổng ha. Rồi cái lỗ hồi nãy đang đụng đâu, gỡ cái cây đó ra chú hai. Ở cái lóc không đó, cái phi chắc mình nghĩ là cái khúc này nãy nó qua rồi, qua cái lỗ rồi. Ờ cái gì kia hả? Nó hết hồn, nó phóng con cá, nó phóng ra ngoài. Chụp liền. Cảm giác cái gì đó. Đó, gần tới cơi, gần tới con cơi vô hai. Chủ yếu là con á. Nó giặt quá tạ hướng rồi. Nó qua rồi đó. Nè nó nè. Nó bay ra hai con như vậy nè. Đây. Nó con chơi với cái vỏ đó kìa. Kìa con nó kìa nó. Kìa nha. Cứ sạc nha, khó đó luôn. Phi quá tàu luôn. Sạc nó mày kìa. Cái mày nữa. Ở con cá gì nữa hả? Con cá bự quá. Cá ngựa. Cá ngựa hả? Ngựa. Cá ngựa. Đẹp quá ta. Con này nó chạy giống ngựa đó mà. Hay nó chạy nhanh, chắc nó chạy nhanh á. Nha. Ở góc. Vậy là nó không giống ngựa. Thì ốc này còn mấy ký ốc. Xe bọn mình. Để sao không hỏi xe vậy? Trời ơi, nhiều bự gì vậy? Cái phi. Đó. Coi chừng chui vô bọn nha chú Yên. Trời ơi, con cá tóc. Cái nóc. Ở dưới đây nhiều con lạ quá. Thấy chưa kìa, dưới đây nhiều con lạ quá. Ốc bình thiên luôn. Ba ốc luôn chứ lục bình. Ôi ốc. Nằm ngoài cái gì vậy? Nó sạc. Nè anh đứng anh tròn cái giò vô nè, anh lùa lại. Ok. Cái sạc lượm cái nó ngồi lượm cái sạc được. Lượm cái sạc. Cái gì? Ủa đây nè, cái phi này hay. Gọi vậy hả? Đúng rồi. Cá lóc. Chụp đâu. Chụp. Bấm chặt ngay vô ha. Rồi, đưa cái đó vô giỏ vô. Đây, cái lóc này cả nhà. Ui, lóc bự. Vô. Kêu lại. Vô tầm giỏ đi cho an toàn. Nó bay dữ lắm. Bay. Ôi, đó. Cái lóc nữa. Để con kéo lên miếng. Cái này gỡ gác cái bàn này bốc. Nè, gỡ gác cái con héo luôn á. Nó cà phê chà bá luôn. Ôi. Thằng gọi chạy rồi. Mới chạy nữa rồi. Tính xem. Cơm giữa. Biết cái sạc. Rồi bóc mấy cái này ra luôn đi chú bé. Ơ cái lóc. Rồi chạy. Từ từ. Cái gì đây rồi không có gấp nữa. Cóc cụ. Cái gì? Cóc đi chơi. Trời ơi. Rồi con cầm con canh máy con quay đi mày.
Cái vỏ vô. Đây thêm một em nữa cả nhà ơi. Ôi, ra nữa. Cái ra nữa hả? Cái ra thì nó vô. Mất đi rồi tiếp. Sạch quá ta, cái sạch luôn. Ôi cái sạch quá, cái sạch rồi. Sạch lẹt. Sạch lẹt bia. Huy. Cái Huy bự từ nãy giờ chưa bắt nữa ha. Chạy đâu rồi? Em bắt được hay gì à? Hốc mới gác này từng mấy từng. Nó từ dần từ. Ôi cái Huy. Nhà con gì nhà, cá lóc hay gì? Cá lóc luôn hay gì kìa? Có gì ăn? Ôi coi chừng nha chú Kha, coi chừng chú Kha, chụp nào đó chú Kha. Chụp gì kìa, để chú Kha vụt cái tay xuống cái hư à. Ủa, tới khúc cuối rồi. Mấy đây. Đó bóng. Cái lóc không có cái lóc bự ha. Có còn gì này nè, tức mạnh lắm nè. Có phì nãy. Bởi chuyện cá phì chứ. Thôi cái sạch nặng nấy hả? Hết lặn cái sạch luôn. Này cái sạch luôn. Ôi. Ô bự quá. Ôi cái phi cụ kìa, cái phi kìa. Rồi văng ướt đầu luôn. Rồi cái phi hết thần cái phi luôn. Ôi. Rồi. Mưa già rồi. Cả ký luôn á. Bắt nó vui, bắt nó vui. Rồi chưa bắt nữa. Quá là cái thằng luôn. Đã. Quá cá rồi. Còn lóc nữa không? Chưa biết. Kìa, ở con gì kìa? Cái gì lạ vậy? Cái gì? Cái bánh chừng bánh dày á. Giờ mình bóc cá mình bỏ vô thôi mà. Nè, văng nữa. Sau 4 tiếng đồng hồ là cái khúc chờ đợi. Ủa văng. Này của mình ơi. Đã. Cái rô nè. Vẫn còn gặp con cá rô nữa. Cá rô tiền vàng không phải cá rô lông đen nha. Lấy cái túi đó mình rộng cái phi ngoài cho nó sống. Ủa thấy mát. Rồi nè, đưa em nó vô cặp bờ đi. Để em nó giặt hoài nãy giờ. Bất. Mình gọc cái gọng cái phi bự ra, hay là mình gọng cái phi nhỏ bự luôn. Đã rồi nè chị kia nè. Bự thôi phải không? Ừ. Cái nhỏ mình bắt lên đây. Con nhỏ bự luôn. Nhỏ bự luôn phải không? À. Này bắt bỏ đây rồi, con hay con rồi. Nè, tay cái này, cái phi nè. Trưng bình đi. Đâu. Còn cái bình. Không có quần cái gì không hiểu đâu. Mì hả mì hả? Con cả nó con đi, con lau quay đi. Ôi. Phi. Cái mè. Mì. Dòng lên luôn đi. Ô, còn có bự nữa nè. Nè, cái chào nè. Cái gì vậy? Đẹp quá vậy? Cái gì? Ồ, giống cái lông quá vậy? Đẹp quá vậy? Không quá vậy? Ghiên gì nuôi. Ở đây có nhiều cái nào hay chú Kha? Ừ. Nè, có biển nữa nè. Có biển. Còn cái nha. Ồ. Rồi vậy, mày dùng sống luôn. Hát ná. Thì bắt mày luôn. Bắt luôn. Quá cá rồi. Vô luôn. Ý vô rồi. Vô. Vô em bán ngạnh rồi đó. Còn phi bự nè. Còn phi bự kìa. Phi mập. Hết cái lóc luôn hết rồi. Con quay sao cho thấy hết nha Minh, con nhìn màn hình nữa nha Minh. Thấy chưa? Rồi để cứ nhìn cá không mà mấy bay con bỏ bơ bơ con chết luôn á. Về nhà thấy vậy chứ bên trong chết luôn á. Hả? Cá phi cái sạc không à.
Không còn cái lóc nữa ta. Có áo quá tài luôn nè con. Chú Phi còn nhiều quá. Dạ. Cái gì? Ốc nhỏ nhỏ không à. Ốc phát. Ốc phát không à, không có ốc bu. Có không hết tên. Ốc trời dịch ăn. Này ai mà bắt ốc rồi hất lên bờ ngồi lụm. Đánh dịch ăn thầy luôn. Hết trời ơi. Có cái sặc dưới bên. Vậy có gọi là túng cá không? Đủ ăn hả? Là không túng. Không, không túng. Có gì mà nó quậy quậy cái đù hoài luôn á. Cái chuyện chui quần nha chú em. Bây giờ bắt đầu mình giặt cái lưới không? Cái thức một cái ụn nghĩa được như đây cá này nha. Đây đây đây. Cái sạc cái gù. Mình sẵn mình quá tài luôn nè. Nè con Lam cầm cái gù Phi kìa. Kinh lên cái Lam. Quá tài đã luôn. Đây nữa. Đây nè. Đây còn cái lóc này cái nha. Cái này là quá tài luôn á. Cái này chắc cũng được 4-5 con lắm. Mà cái nhỏ không rồi cái nha. Có con bay ra tính hai con bay ra ngoài nữa nha. Giờ mình giặt cái lưới đi rồi mình tịch thu luôn. Tịch thu về quê mình. Sau một hồi đánh lộn với cái tay lưới cái nhà béo đã kinh lên cái nhà. Giờ anh em đi sẽ chở cái đống lưới đó về nha. Rồi đây là thằng Bá sáng giờ mới thầy trò họ bên kéo tặng lưới đầu tiên này cái nha. Ở này là cái sặc cười lớn tôi có cái gò bự nữa này cái nha. Rồi cái lóc à. 2, 4, 6. 2, 4, 6 con. Chào. Còn mới có Phi nữa nè. Ủa vậy? Cái đó cái gì? Cái gì? Nha. Bỏ chân luôn. Thôi giờ còn cá này anh em pin sẽ giao lại cho Long nha. Anh em pin chỉ lấy cái tay lưới về thôi. Chút gửi tiền Long nha. Rồi cảm ơn bữa nay rất nhiều nha Long. Dạ. Thế này có muốn nhớ nghề hay gì điện á. Ấy tay lưới qua. Dạ anh em pin thu xếp về cái nhà tại vì đây về bển cũng cả tiếng rồi, hơi xa. Quá xa. Rồi, gom lưới về. Rồi, bye anh em pin tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt đất Tiền Giang. Bye bye cả nhà nha. Không.